Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Etiquette TV. Và một vật không thể thiếu trong một bữa tiệc sinh nhật đó là chia bánh kem. Và ngày hôm nay, chú Hề ST sẽ hướng dẫn cho các bạn cách tạo hình một chiếc bánh kem thật là lung linh các bạn nhé. Chúng ta bắt đầu. Và để tạo được chiếc bánh kem, chúng ta cần có 5 quả bóng màu trắng, 1 quả bóng màu vàng, 1 quả bóng màu đỏ, màu hồng và một màu bất kỳ. Bây giờ chúng ta sẽ thổi 5 quả bóng màu trắng này lên, chừa lại còn khoảng 5 ngón tay các bạn nhé. Chúng ta thổi quả bóng màu trắng lên, chừa khoảng 5 ngón tay. Ok. Sau khi thổi, chúng ta sẽ tạo một cái khóa khoảng 2 ngón tay ở đây. Như thế này. 5 quả tương tự các bạn nhé. Và chú ST đã có 5 quả bóng tương tự. Và 5 ngón tay. Bước tiếp theo, chúng ta sẽ tạo một đoạn 7 ngón tay. Như thế này. Và lấy quả bóng thứ hai lên. Đây. Đây, cột vào cái khóa này. Ok. Tiếp tục, cũng 7 ngón tay. Và lấy quả bóng còn lại tiếp theo lên. Đây là cái này. Lần lượt cho đến hết 5 quả các bạn nhé. Vì mục đích của chúng ta làm cái bánh kem, vừa làm cái bánh kem và vừa đội được đầu, nên tùy theo các bạn làm cho ai nhé. Đây chưa hề là vừa cái đầu. Ok. Tiếp theo, ở đây chúng ta tạo một trái nho khoảng 1 ngón rưỡi, 1 ngón rưỡi thôi các bạn nhé. Và ở đây đoạn này cũng 7 ngón tay bằng với đoạn dưới. Chúng ta giữ là ở đây chúng ta cũng tạo một quả nho 1 ngón rưỡi. Đây tương tự 7 ngón tay. Và đây 1 ngón rưỡi. Đây 7 ngón tay. Đây 1 ngón rưỡi. Ở đây đã tạo một quả nho rồi, chúng ta không cần tạo nữa nhé. Và chúng ta chỉ cần luồn qua thôi. Đây, chúng ta chuyển hai điểm này chung vào với nhau. Cái lớp tiếp theo chúng ta sẽ làm tương tự các bạn nhé. Đầu tiên, một quả nho khoảng 1 ngón rưỡi, một đoạn 7 ngón tay. Và đây, quả nho 1 ngón rưỡi. Làm tương tự đến khi hết các bạn nhé. Thank you.
sau khi chúng ta tạo được ba lớp như thế này, thì chúng ta tạo khóa ở đây, khóa hai ngón tay. Tất cả chúng ta đều tạo khóa hai ngón tay ở đây. Tiếp theo, ở đây chúng ta sẽ tạo một đoạn khoảng tầm 6 ngón tay. 6 ngón tay các bạn nhé. Đây. Và chúng ta sẽ tạo một cái khóa ở đây, 2 ngón tay. Như thế này. Và ở đây cũng 6 ngón tay. Chung vào đây. Tất cả còn lại đều 6 ngón tay và cột chung vào một điểm này. Nếu như các bạn muốn làm cái bánh kem nào cao hơn thì chúng ta sẽ làm thêm một lớp nữa cũng được các bạn nhé. Vì các bạn thấy đây còn dư rất nhiều. Ở đây chú Hề ST chỉ làm 3 lớp thôi. Phần dư này chúng ta ngắt bỏ. Ok, bây giờ các đoạn này chúng ta cho vào trong. Kể cả cái khóa này, chúng ta cũng cho vào trong luôn. Tiếp theo chúng ta sử dụng một quả bóng màu vàng đồng. Các bạn có thể sử dụng màu khác các bạn nhé. Chúng ta thổi lên khoảng 1/3 quả bóng mà thôi, tầm này thôi nha, 1/3. Ok, đây chúng ta sẽ cột vào cái khóa này, bên dưới cũng được, bên trên cũng được các bạn nhá, bên dưới đây nha. Ta tạo 4 quả nho, mỗi quả 2 ngón tay. Ok, chúng ta sẽ gắn như đây. Chúng ta làm tương tự cho đến hết chạm bên này luôn các bạn nhé.
ta đã làm xong. Ở phần trên này chúng ta làm tương tự màu khác các bạn nhé, cũng thổi bằng cũng thổi 1/3 quả bóng thôi. Rồi chúng ta sẽ làm tương tự. Ta cột vào đây. Cũng 4 quả nho vòng tròn đây. Theo chúng ta thổi quả bóng màu đỏ lên gần nửa quả các bạn nhé. Và quả bóng màu vàng chúng ta thổi khoảng một đoạn nhỏ xíu thôi, khúc vào thôi nha. Như thế này. Chúng ta sẽ chuyển hơi lên. Chuyển lên. Đây, chúng ta lấy khoảng một đoạn khoảng 3 ngón tay thôi. 2 ngón tay cũng được các bạn nhé. Chúng ta sẽ làm ngọn lửa. Cái này chúng ta ngắt bỏ. Đấy. Bây giờ chúng ta sẽ làm đèn cầy. Chúng ta cột lại vào đây. Có khoảng hở các bạn nhé. Tiếp theo chúng ta sử dụng kỹ thuật Apple Twist, là kỹ thuật như thế này. Chúng ta nhét vào và chúng ta giữ lại đây. Xoắn lại. Tiếp theo chúng ta làm một đoạn khoảng 7 ngón tay. Nghe đây. Và chúng ta cũng tạo một cái khóa 2 ngón tay ở đây. Chúng ta ngắt phần dương này đi. Nhớ cột lại các bạn nhé. Ok. Bây giờ chúng ta sẽ gắn cái đèn cầy này vào chiếc bánh kẹo. Gắn đâu? Gắn ở đây. Chúng ta luồn vào trong. Luồn. Hơi kéo một chút xíu, chúng ta đưa vào tâm đây. Nhé. Nếu cần thiết chúng ta có thể xoắn chung hai khóa này vô lại một lần nữa. Rồi. Vậy là chúng ta đã hoàn thành chiếc bánh kem. Happy birthday. Đơn giản không các bạn? Và chúng ta có thể dùng làm nón đội đầu như thế này. Ok. Chú hề ST làm được, các bạn chắc chắn sẽ làm được. Chúc các bạn thành công. Và đừng quên nhấn like, share, đăng ký kênh ủng hộ chú hề ST nữa nhé. Xin chào thân ái và hẹn gặp lại.